Mới đây, đã có ít nhất 5 trường hợp tại tỉnh Bình Phước bị tòa án tuyên bố là có tội, nhưng chưa thi hành trong thời gian dài, dẫn đến hết thời hiệu và không phải thi hành án phạt. Cụ thể, tại thành phố Đồng Xoài, cơ quan chức năng phát hiện Lê Thanh Tâm, ngụ phường Tân Bình, phạm tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, bị kết án 3 năm tù. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Xoài ra quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành. Theo quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự tại Bộ Luật Hình sự, sau 5 năm kể từ ngày kết án mà chưa thi hành án, nên Lê Thanh Tâm không phải chấp hành bản án đã tuyên. Tương tự, trường hợp Nguyễn Thành Phú, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt 12 tháng tù giam từ năm 2013. Cũng năm 2013, Tòa án Nhân dân thị xã Đồng Xoài đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với ông Phú, nhưng quên, không thực hiện dẫn đến hết thời hiệu thi hành. Tại huyện Hớn Quản, Bình Phước, cũng phát hiện hai trường hợp khác phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích, đều bị kết án từ năm 2012 nhưng không thi hành án. Đến nay, đã hết hiệu lực thi hành. Cơ quan chức năng cũng phát hiện, tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, có ba trường hợp khác hết thời hiệu thi hành án do chưa ra quyết định thi hành án và ủy thác thi hành án đến nơi khác nhưng không gửi. Theo đó, trường hợp Bùi Lê Quốc Dũng, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, bị Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 6 tháng tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập đã ra quyết định ủy thác thi hành án cho Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, nhưng sổ theo dõi không thể hiện việc gửi quyết định ủy thác và Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc cũng không nhận được quyết định ủy thác này. Từ những vi phạm nêu trên, cho thấy các Tòa án Nhân dân ở tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định thi hành án nhưng không theo dõi việc thi hành. Cơ quan thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân không kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình sự.